Toàn bộ gần 350 doanh nghiệp trong 4 khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang đã phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch. Giờ đây, 100% doanh nghiệp, 98% công nhân quay lại hoạt động sản xuất. Nhiều doanh nghiệp hoạt động với công suất cao hơn. Bên ngoài khu công nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp người lao động quay lại sản xuất cũng đạt trên 95%. Ban đầu trở lại sản xuất, chúng tôi đã gặp phải nhiều khó khăn như sắp xếp chỗ ăn ở, phương tiện đi lại, xét nghiệm COVID-19 cho người lao động, kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, dưới sự hỗ trợ nhiệt tình và tâm huyết của tỉnh Bắc Giang, công ty đã nhanh chóng khôi phục lại hoạt động sản xuất. Chúng tôi nghĩ rằng trong tháng 8 sẽ đạt được đủ công suất về lao động và đang có nhu cầu tuyển dụng thêm khoảng 20.000 lao động. Lao động của doanh nghiệp hoạt động thì về cơ bản là đã bằng và nhỉnh hơn một chút so với cái số lao động trước khi nghỉ dịch, vì chúng tôi cũng có tuyển thêm một số cái lao động mới. Và các cái công nhân lao động sau khi đi làm thì ý thức và tinh thần của người lao động rất là tốt, hoạt động sản xuất cơ bản của công ty thì đã phục hồi, thậm chí còn phải nói là tốt hơn so với trước khi nghỉ dịch. Trong cuộc chiến vừa chống dịch vừa sản xuất, Bắc Giang đã có sự linh hoạt trong việc chuyển trạng thái nhanh, sáng tạo, bám sát thực tiễn. Môi trường sản xuất an toàn được thiết lập ở rất nhiều khâu, từ việc sắp xếp lại sản xuất, tầm soát xét nghiệm, đưa đón lao động, tổ chức giao thông, bố trí nhà trọ. Tất cả các doanh nghiệp đều thành lập các tổ an toàn COVID. Tổ an toàn được thành lập gồm có 25 người, thì công ty có hiện tại có 4 xưởng. Mỗi xưởng sẽ chia làm tối thiểu là có 5 người một xưởng. Và sẽ có một tổ trưởng và tổ phó, các tổ trưởng tổ phó đi giám sát trực tiếp để đảm bảo làm sao là tất cả đều phải có khẩu trang, tất cả đều phải rửa tay sát khuẩn sau khi rời khỏi vị trí, và khi đi về mọi người cũng phải có, tất cả phải có kiểm tra thẻ ra vào. Để khôi phục sản xuất trong điều kiện vẫn phải chống dịch, tỉnh Bắc Giang đã chú trọng đến việc tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp. Rất nhiều khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn được nắm bắt giải quyết, nhất là trong việc tạo luồng xanh, đưa đón công nhân. Và mới đây là những điều chỉnh về tầm soát vaccine sẽ tạo thêm động lực để doanh nghiệp hồi phục sản xuất. Chúng ta cũng rất linh hoạt ở chỗ là ta đã điều chỉnh dần từ xét nghiệm hàng tuần thành xét nghiệm có phân loại 3 ngày một lần. Đối với nhóm nguy cơ cao 3 ngày một lần đối với toàn bộ công nhân người lao động, nhưng mà theo cái ô bàn cờ để giảm cái tỷ lệ từ 100% một tuần xuống còn 10%, chúng ta đã tháo gỡ được cái bài toán về chi phí xét nghiệm cho doanh nghiệp. Đây là cái điều thành công nhất, vì nếu không tháo gỡ được cái bài toán chi phí xét nghiệm cho doanh nghiệp thì chắc chắn là giờ phút này nhiều doanh nghiệp nhỏ sẽ phải đóng cửa, vì không thể có đủ kinh phí để duy trì cái hoạt động xét nghiệm. Nhưng mà chúng ta đã kéo được cái giá xét nghiệm xuống rất thấp. Có thể nói bây giờ Bắc Giang là giá xét nghiệm xuống thấp nhất cả nước. Sự phục hồi mạnh mẽ trong sản xuất kinh doanh đã tạo cho Bắc Giang có lực để có kết quả tăng trưởng 4,3% trong nửa đầu năm. Thu hút đầu tư FDI vẫn nằm trong top các địa phương dẫn đầu cả nước. Sản xuất công nghiệp trong tháng 7 tăng gấp đôi tháng trước. Xuất khẩu tiếp tục tăng cao. Năm nay, tổng diện tích rau các loại vụ mùa trên địa bàn tỉnh ước khoảng 6.000 hectare, sản lượng ước khoảng 110.000 tấn. Hiện sản lượng đã thu hoạch khoảng 37.000 tấn, trong đó tiêu thụ nội tỉnh khoảng 27.000 tấn, tiêu thụ ngoại tỉnh khoảng 10.000 tấn. Ngoài các sản phẩm rau các loại, một trong số diện tích cây màu vụ mùa lớn đó chính là các loại dưa với 800 hectare, trong đó dưa hấu khoảng 550 hectare, dưa lê 240 hectare, tập trung tại các huyện Lục Nam, Yên Dũng, Tân Yên, sản lượng ước khoảng 17.000 tấn. Đến nay, sản lượng đã thu hoạch khoảng 5.600 tấn. Thời điểm này, tại các tỉnh thành lân cận, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Song việc tiêu thụ các sản phẩm rau củ quả vẫn đảm bảo do việc ưu tiên phối hợp tháo gỡ khó khăn thủ tục vận chuyển, lưu thông nông sản giữa tỉnh Bắc Giang với các địa phương thuận lợi. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay diện tích nhãn toàn tỉnh ước khoảng 3.300 ha, sản lượng ước khoảng 20.000 tấn. Hiện sản lượng đã thu hoạch khoảng 10.600 tấn, trong đó tiêu thụ nội tỉnh khoảng 2.200 tấn, tiêu thụ ngoại tỉnh. Thời điểm này, giá bán bình quân dao động từ 7.000 đến 15.000 đồng một kg. Năm nay, do điều kiện thời tiết khá thuận lợi nên sản lượng loại cây trồng này cao hơn mọi năm. Cùng đó là dịch bệnh COVID-19 cũng khiến cho việc vận chuyển lưu thông hàng hóa gặp không ít khó khăn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ động phối hợp với các địa phương tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các thương lái khâu lưu thông.
cùng đó đẩy mạnh kênh tiêu thụ thông qua các thương lái, chợ đầu mối, đồng thời mời gọi doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân. Thưa quý vị, vùng đất nông nghiệp trồng lúa này đã trở thành khu trang trại chăn nuôi và trồng cây lâu năm từ năm 2010, do gia đình bà Trần Thị Phương ở thôn Lịch Sơn, xã Cẩm Lý tự ý chuyển đổi. Để có diện tích rộng như vậy, bà Phương tự ý đổi ruộng với nhiều hộ dân khác trong thôn để hợp nhất thành một diện tích liền thừa. Từ năm 2010 đến nay, gia đình bà đã trồng hơn 50 cây nhãn và nuôi gia cầm trên diện tích đất này. Tôi nghĩ là mình làm những việc làm như thế, lúc bây giờ chỉ nghĩ là làm như thế để cho thuận lợi cho mình làm thôi. Nhưng đến bây giờ ấy, thì tôi thấy là theo cái quy định của pháp luật ấy, thì có nghĩa là việc làm của mình nó cũng chưa được đảm bảo, chưa được đúng. Trường hợp vi phạm của bà Phương không phải là duy nhất. Gia đình ông Vũ Chi Thắng ở thôn Lịch Sơn cũng đã tự ý chuyển đổi trên 3.000 m2 đất trồng lúa ở thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Lý thành khu bãi tập kết vật liệu xây dựng. Diện tích đất này nằm trong nhóm đất nông nghiệp phải xin phép theo khoản 1 điều 57 luật đất đai năm 2013. Lạ một điều là thửa đất có diện tích không hề nhỏ lại nằm sát ngay đường quốc lộ 37. Thế nhưng việc chuyển đổi chưa được cho phép này đã diễn ra từ năm 2019 mà vẫn cứ tồn tại. Cũng biết là sai, nhưng về vật liệu bãi của nhà doanh nghiệp thì không có chỗ đỗ xe, thì chỉ là mục đích là mua cái đất ruộng để sau chuyển đổi cho doanh nghiệp. Theo phương án xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai của xã Cẩm Lý, tính đến ngày 27 tháng 4 năm 2021, có 262 trường hợp vi phạm với tổng diện tích trên 140.000 m2. Trong đó, số hộ vi phạm chuyển mục đích đất nông nghiệp sang làm đất ở hoặc trang trại là 32 hộ với trên 7.000 m2. Cái việc nó chưa được sâu sát, hoặc là từ cấp cơ sở, tức là từ thôn, quản lý và bố trí trưởng thôn, bí thư ở các thôn bản, nên là nó vẫn còn là trình độ rất là kém, chưa có quản lý và báo cáo kịp thời. Theo báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 19 ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua rà soát thống kê trên địa bàn huyện Lục Nam, có trên 16.000 trường hợp vi phạm với diện tích hơn 1.800 hectare tại 13 xã thị trấn. Trong đó, chuyển mục đích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sang đất ở, chuyển đất vườn sang đất ở, chuyển đất lúa, đất trồng cây hàng năm sang đất vườn có trên 2.600 trường hợp với diện tích gần 60 hectare. Toàn huyện đã xử phạt vi phạm hành chính 41 trường hợp với diện tích 2,1 hectare. Tổng số tiền nộp phạt 103 triệu đồng. Với những cái trường hợp nào mà sau khi xây dựng phương án mà thấy nó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì có thể là đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, hoặc là đủ điều kiện xử lý thì sẽ xử lý. Chúng tôi đang cố gắng phấn đấu là trong theo thực hiện là đúng với lại chỉ thị của Ủy ban nhân tỉnh. Thực tế hiện nay, những vi phạm về chuyển đổi mục đích sử dụng đất vẫn đang tiếp diễn và chưa có thời hạn cho việc giải quyết dứt điểm những tồn tại ở các địa phương. Việc xử lý những vi phạm này cần được các cấp ngành, các cơ quan chức năng có thẩm quyền quan tâm và nhanh chóng có biện pháp giải quyết, tạo niềm tin cho nhân dân. Chợ được các thanh niên tình nguyện khẩn trương xếp gọn gàng trên những chiếc xe để sẵn sàng vận chuyển ra Hà Nội. Việc làm này đã thể hiện được sự nhiệt huyết, tấm lòng sẻ chia của tuổi trẻ Bắc Giang với địa phương đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Trước cái tình hình dịch bệnh phức tạp ở Hà Nội phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16, dẫn đến biến động và rất nhiều những cái khó khăn. Do đó là tỉnh đoàn Bắc Giang cũng đã vận động đoàn viên thanh niên cùng với cả bà con nhân dân trong cái việc mà ủng hộ, giúp đỡ thành đoàn Hà Nội, qua đó gửi gắm cái tình cảm của nhân dân Bắc Giang đến với cả tình cảm của nhân dân Hà Nội, sẽ giúp cho Hà Nội nhanh chóng vượt qua đại dịch. Cùng đó, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cũng đã phối hợp với Hội lái xe Vạn Dạ Bình An, Câu lạc bộ Thiện nguyện Lạng Giang huy động 9 xe miễn phí để vận chuyển gần 30 tấn hàng, gồm vật tư y tế, nhu yếu phẩm về địa điểm tập kết để trao cho thành đoàn Hà Nội. Đoàn xe thiện nguyện, những chuyến xe không đồng đã góp sức cùng với bà con nhân dân và tỉnh đoàn Bắc Giang. Chúng tôi rất là tự hào và vui mừng và phấn khởi đấy, được chuyển những nhu yếu phẩm đến với bà con nhân dân Hà Nội. Được biết trong những ngày qua, tỉnh đoàn,
Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang đã vận động các doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên, nhà hảo tâm đều cần 10 tấn hàng hóa các loại như khẩu trang, găng tay, rau củ quả, trị giá hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh cũng vận động được trên 20 tấn nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng để hỗ trợ Hà Nội trong công tác phòng chống dịch. Chúng tôi hôm nay rất là vui mừng khi mà Thành đoàn Hà Nội là đầu mối để tiếp nhận những cái nguồn nhu yếu phẩm, đặc biệt là những cái nguồn lương thực và rau xanh của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị và Đoàn Thanh niên tỉnh Bắc Giang trực tiếp trao tặng cho tuổi trẻ thủ đô. Và chúng tôi cũng đã ngay lập tức là bố trí những cái phương tiện để vận chuyển kịp thời đến tận tay những cái người mà lao động khó khăn, sinh viên khó khăn đang ở lại Hà Nội. Hỗ trợ kịp thời cho người dân và các địa phương trong những lúc khó khăn, đó chính là tinh thần đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng của người dân Việt Nam. Điều này đã tạo nên sức mạnh dân tộc để sớm chiến thắng đại dịch COVID-19, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Chương trình tiếp tục. Siêu thị, cửa hàng bình ổn, cửa hàng tiện lợi được lưu thông sau 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau để làm công tác hậu cần, sắp xếp hàng hóa và vệ sinh khử khuẩn khu vực kinh doanh nếu nằm trong danh sách do Sở Công Thương xác nhận. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan đơn vị liên quan trong việc xác nhận danh sách nhân viên được phân công giao nhiệm vụ. Căn cứ danh sách được Sở Công Thương xác nhận, giám đốc các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bình ổn cấp thẻ công tác, giấy xác nhận công tác cho nhân viên phục vụ công tác hậu cần để có thể lưu thông trên đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Việc được lưu thông sau 18 giờ giúp nhân viên các siêu thị, cửa hàng tiện lợi yên tâm làm việc, đảm bảo ổn định hoạt động của các siêu thị, cửa hàng để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đã đầu tư nhiều kinh phí cho việc mua các loại máy móc thiết bị y tế hiện đại để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Chiếc máy đo chức năng hô hấp này mới được bệnh viện đầu tư đầu năm 2020. Là một trong những thiết bị hiện đại hàng đầu hiện nay với độ chính xác và những tính năng ưu việt hơn nhiều so với các phương pháp đo thủ công trước đây. Máy có thể đo các dòng khí khi hít vào, thở ra, từ đó tính toán được nhiều chỉ số chức năng quan trọng của phổi. Các chỉ số đo sẽ cho biết thông tin chính xác về lượng không khí lưu thông trong phế quản và phổi, đồng thời cho phép đánh giá mức độ tắc nghẽn phế quản hoặc mức độ trầm trọng của giãn phế nang. Thông qua đó có thể chẩn đoán và đánh giá mức độ nặng nhẹ của các bệnh lý về hô hấp một cách chính xác nhất. Tôi đưa con đến khám và điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, được các bác sĩ khoa hô hấp chăm sóc rất là nhiệt tình và chu đáo. Máy móc, có nhiều máy móc hiện đại, tôi rất là tin tưởng đưa cháu đến khám và điều trị. Từ khi có máy đo chức năng hô hấp thì bệnh viện đã đưa cái kỹ thuật mới này vào để đã giúp cho các bác sĩ là chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả. Từ đó là bệnh nhân yên tâm, tin tưởng đến khám và điều trị và không phải lên tuyến trên nữa. Không chỉ có máy đo chức năng hô hấp, thời gian qua, nhiều loại máy móc cũng như kỹ thuật đã được Bệnh viện Sản Nhi áp dụng thành công, giúp ích cho quá trình khám và điều trị bệnh. Như kỹ thuật thay máu sơ sinh điều trị bệnh vàng da của trẻ sơ sinh, kỹ thuật bơm Suvatang để điều trị cho các trường hợp trẻ sơ sinh bị bệnh màng trong hay chậm tiêu dịch phổi. Mới đây nhất là kỹ thuật đặt long lai nuôi dưỡng trẻ sơ sinh non tháng. Những kỹ thuật trên phần lớn đều là những kỹ thuật khó. Do vậy, ngoài việc đầu tư về thiết bị, máy móc, bệnh viện còn thường xuyên cử đội ngũ cán bộ y tế đi học tập, tập huấn ở các bệnh viện tuyến trên để nâng cao trình độ chuyên môn. Chúng tôi đã gửi một ekip ra ngoài Bệnh viện Nhi Trung ương để học trong thời gian 3 tháng và đã triển khai thành thạo ở trong khoa. Thì đã ở tại khoa đã áp dụng những cái kỹ thuật mới như vậy, những cái kỹ thuật chuyên sâu như vậy. Cho nên là cái đánh giá được cái tỷ lệ thành công sau điều trị rất là cao. Bằng việc áp dụng các thiết bị y tế hiện đại và kỹ thuật cao, hiện nay tỷ lệ chữa khỏi các bệnh lý phức tạp tại các cơ sở y tế trong tỉnh ngày càng cao hơn, tỷ lệ người bệnh phải chuyển lên tuyến trên ngày càng giảm. Công tác khám, điều trị bệnh đã và đang mang lại sự tin tưởng cũng như hài lòng của người dân.